bạn. Du học Mỹ luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch du học của nhiều bạn học sinh sinh viên Việt Nam. Không chỉ hùng mạnh về kinh tế, khoa học và công nghệ, Mỹ còn là quốc gia có hệ thống các trường đại học tốt nhất trên thế giới với các chương trình đào tạo xuất sắc trên hầu hết mọi lĩnh vực. Và hôm nay đến với chương trình tư vấn du học Mỹ cùng Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn trường đại học Iowa State. Đại học Iowa State sở hữu mọi yếu tố làm hài lòng du học sinh quốc tế, chẳng hạn như là hệ thống xe bus miễn phí dành riêng cho sinh viên tại Seabright, hay là sự đa dạng và tiện nghi về ẩm thực đủ mọi vùng miền trên thế giới. Chính điều này thì khiến cho sinh viên luôn cảm thấy được chào đón như là ở nhà. Thành phố Smith thì được xếp hạng là thành phố đại học tốt nhất nước Mỹ. Đến với Iowa State, bạn sẽ được trải nghiệm hình thức học tập cộng đồng chỉ có ở nơi đây. Theo World Report, thì hình thức học tập này là một trong 25 chương trình hàng đầu của quốc gia. Ngoài ra thì với hơn 800 tổ chức sinh viên và các trung tâm thể thao giải trí, khuôn viên trường là một nơi đáng sống và giá cả hợp lý, an toàn. Về học bổng của trường thì hàng năm, Đại học Iowa tiếp nhận một số lượng sinh viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Học bổng quốc tế được trao tặng cho những người ưu tú nhất, những ứng viên thể hiện được thế mạnh học lực, năng khiếu nổi bật trong những lĩnh vực như là toán, khoa học, nghệ thuật, hoạt động ngoại khóa, dịch vụ cộng đồng, khả năng lãnh đạo và đổi mới hoặc là kinh doanh. Và về giá trị học bổng thì học bổng cử nhân quốc tế có hai mức độ và được gia hạn hàng năm. Tân sinh viên, cử nhân hoặc là sinh viên chuyển tiếp đều có thể đăng ký học bổng. Và đối với học bổng mức Gold thì giá trị học bổng là 8.000 đô. Và đối với học bổng Cardinal thì giá trị học bổng là 4.000 đô trên một năm. Và tân sinh viên sẽ được tài trợ tối đa là 8 học kỳ hoặc là đến khi kết thúc khóa học, trong khi mức tài trợ của sinh viên chuyển tiếp là 5 học kỳ hoặc cho đến khi kết thúc cả khóa học. Và về yêu cầu học bổng thì học bổng dành cho sinh viên hệ cử nhân năm 1 đại học hoặc sinh viên chuyển tiếp còn tối thiểu là 65 tín chỉ, điểm trung bình học tập GPA tối thiểu là 3-4 và điểm sát không bắt buộc. Tuy nhiên thì nếu bạn nộp kèm thì ban giám khảo sẽ xem xét và cân nhắc. Có cả một bài luận và một trang thuật lại các kết quả của bạn đã đạt được trong lĩnh vực trao học bổng được nhắc đến ở phía trên. Và để hướng dẫn hồ sơ du học Mỹ tại trường thì vui lòng gọi đến số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Chia sẻ ước mơ du học. Và Mỹ là điểm đến được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Nguyễn Ngọc Lan Anh, bạn vừa đậu visa du học Mỹ, để biết được cái quá trình làm hồ sơ của bạn như thế nào, cũng như là bạn chọn trường và chuyên ngành nào tại Mỹ các bạn nhé. Chị xin chào Lan Anh. Dạ, em chào chị và chào các bạn. Lan Anh có thể giới thiệu đến với các bạn đôi nét về bản thân của mình được không? Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Lan Anh, hiện nay là em 22 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệp ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và thời gian rảnh thì em thích nghe nhạc cũng như là xem phim. Chị không biết là lý do vì sao mà Lan Anh lại chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình em ha? Dạ, là bởi vì Mỹ thì có nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới, và cũng như là nền kinh tế tại Mỹ thì rất là phát triển, cho nên nó sẽ thuận lợi cho em học về quản trị kinh doanh, sẽ giúp cho em có thể là củng cố vốn tiếng Anh của mình. Nếu vậy thì qua Mỹ thì em sẽ chọn học tại trường nào em ha? Dạ, em sẽ học ở CSU Fullerton ở California. Trường của em là nằm trong top 10 trường đào tạo tốt nhất về chương trình MBA tại miền Tây nước Mỹ, và trường nằm trong top 100 trường công lập theo tạp chí Forbes, và nằm trong top 300 trường tốt nhất kinh tế theo Princeton Review. Và trường thì có hơn 100 chuyên ngành, và trong đó thì chương trình MBA thì là một trong những chương trình tốt của trường. Ngoài ra thì trường có hơn 60 năm kinh nghiệm giảng dạy. Chị không biết là lý do vì sao ở Việt Nam á thì em học cử nhân là ngành tài chính doanh nghiệp, nhưng học qua bên Mỹ thì mình lại chọn học MBA về em ha? Dạ, là do là nhà em, gia đình em có mở công ty chuyên về nông sản, cho nên là em muốn theo học chương trình MBA để sau này có thể về mở rộng và phát triển công ty của gia đình. Nếu vậy thì dự định trong tương lai của em sẽ như thế nào? Dạ, là dự định là sau khi học xong chương trình MBA thì em sẽ quay trở về Việt Nam và sau đó sẽ quản lý công ty, sau đó mở rộng công ty sang thị trường xuất khẩu. Rồi, cho chị hỏi là qua đâu mà Lan Anh biết được dịch vụ của Tân Đại Dương bên chị ha? Dạ, là sau khi mà em có ý định đi du học Mỹ thì em có tìm kiếm trên mạng và em thấy là dịch vụ Tân Đại Dương thì có kinh nghiệm trong việc du học Mỹ, cho nên là em đã lựa chọn công ty Tân Đại Dương. Dạ,
Lúc đầu thì em gặp chị Bích, rồi sau đó là chị Bích đã tư vấn cho em, sau đó là thấy nguyện vọng của em là muốn học chương trình MBA, cho nên là chị Bích đã tìm trường mà có chương trình MBA tốt nhất để cho em học. Và sau đó thì em sang em học với anh Khôi. Thì khi học với anh Khôi thì anh Khôi đã chỉ em rất nhiều thứ, ví dụ như là anh Khôi đã chỉ em là tại sao lại chọn trường đó, và đồng thời là nếu mà có những vấn đề gì thắc mắc thì em hỏi anh Khôi, thì anh Khôi cũng là tư vấn rất là nhiệt tình, chỉ em rất là cặn kẽ. Ngoài ra trong quá trình học thì anh Khôi còn kể những cái tình huống thực tế để cho em biết. Anh nhớ sau này mà có bạn bè hoặc là người thân của em mà muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu họ đến công ty Tân Đại Dương, bởi vì em cảm thấy công ty Tân Đại Dương tư vấn rất là nhiệt tình, đồng thời là chỉ cho em rất là cặn kẽ về vấn đề làm hồ sơ, làm cho em khi đi phỏng vấn rất là cảm thấy rất yên tâm. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Lan Anh ha. Và còn muốn theo dõi tất cả những chia sẻ của các bạn nào khác về vấn đề du học, các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.